Chào tất cả các bác nhé. Lâu lâu hôm qua ngồi với anh bạn. Đợt này buôn lan. Thế đợt vừa rồi thì nó rộ lên một thời gian khoảng 1 tháng trời các bạn ạ. Thế thành ra lại bị đỏng mất gần 1 tỷ tiền kinh bắc các bạn. Thế bạn bảo là bây giờ nó bị đứng rồi. Không có người đầu tư mới, thành ra không ra được. Bây giờ cắt lỗ nặng quá thì tiếc. Thế bây giờ thành om lại gần 1 tỷ các bạn. Trong vòng chưa đầy 1 tháng rồi. Thế là hôm qua với bà ồ ồ ra. Bà hơi than, lúc về có lãi luôn không bán. Bây giờ là coi như mắc gần tỷ bò đấy. Thế cũng nói chuyện là thôi bán đi, hòa gốc cũng được, cắt lỗ cũng được, còn hơn là mất trắng. Thế thì bây giờ vẫn đang nghiên cứu là cứ để lại xem. Biết đâu cái dịp cuối năm nó lại lên thì lại kiếm được. Nên là cái cuộc chơi này rất là khó nói. Rất là buồn. Thực ra bây giờ nói các bác là toàn bán cho những các bác đam mê sưu tầm thôi. Cũng không có kinh doanh kinh giết gì. Đa số những các bác chơi là đam mê các bác mua thôi. Cũng ủng hộ em rất là nhiều rồi. Xin cảm ơn các bác. Hôm nay thì cũng chia sẻ cho các bác mình những cái mặt hàng con giống các bác có thể sưu tầm. Rất hợp lý thôi các bác nhé. Thì sau đây mời các bác vào chi tiết từng đơn hàng một. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu liên hệ thì alo cho em. Trước màn hình các bác anh em mình đây thì về là một cái kỳ gươm cắt khúc tự nhiên rất khỏe, vĩnh khang. Rất là hợp lý cho các bác nhà mình sưu tầm. Các bác nào mà chưa có giống thì lấy. Bông này vĩnh khang đại cát thì nó cũng làm ná ná như một thôi. Nhưng mà cái việc tranh cãi của anh em thì đa số chỉ yếu là muốn đẩy giá thôi. Nhưng mà đại cát vĩnh khang thì theo em thì nó cũng là một thôi. Vì nó giống hệt nhau thân lá mặt ngoài. Có cái nở kích nở tự nhiên thì nó sẽ nhìn nó khác một chút. Đó là câu chuyện thực tế trên thị trường. Nay chia sẻ cho bác nhà mình kỳ cắt khúc tự nhiên vĩnh khang này 500. Rất yêu thương. Cây số 1. Cây số 2 500. Cây số 3 500. Cây số 4 500. Cây số 5 500. Rất yêu thương rồi. Rất hợp lý cho bác sưu tầm nhé. Tiếp theo thì là cờ đỏ. Cờ đỏ ở đây còn vài mắt này. Một kỳ đang nhú này. Kỳ này nhú thì giá rất khỏe các bác nhé. Đấy, ở đây thì nó còn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mắt và 1 kỳ. Thì bác nào lấy cái khúc này thì lấy các bác là cái cây này nhé. 4 triệu cho bác sưu tập. Rất yêu thương. Đó. 4 triệu về các bác tự khai thác kỳ. Đó. Tiếp theo chậu cờ đỏ số 2. Cắt khúc tự nhiên. Đó. Rất yêu thương. Chia sẻ cho bác nhà mình giá là 1.800.000. Đó. Rất yêu thương. Tiếp theo nữa thì là một cái kỳ người đẹp Đồng Khánh. Đợt này thì nó cũng hạ nhiệt rồi. Trước những kỳ này nó trên 20 triệu cơ. Hôm nay yêu thương cho các bác nhà mình cái giá là 13 triệu nhé. Đó, rất yêu thương. Tiếp nữa là một cái kỳ Long Khánh nhỏ hơn, vừa tiền các bác có thể sưu tầm được. Rất hợp lý cho các bác sưu tầm nhé. Giá là yêu thương 5 triệu đồng. Rất vừa miếng. Các bạn, bông này nó cũng ít trên thị trường. Thì bác nào có điều kiện kinh tế có thể lấy được. Đó. Thì sưu tầm giống được. Các bác nuôi lớn lên là nay mai nhân giống là vẫn có công đâu. Và cái tầm 5 triệu này các bác không lo lỗ. Đó. Ví dụ nó vài trăm triệu thì dễ sợ các bạn. Đó. Tiếp theo là một kỳ nữ hoàng minh tím. Thì các bác biết rồi, nữ hoàng minh tím vừa rồi rất đắt. Cái kỳ ở chóp ngọn này thì nó rụng mất lá rồi. Để nó khô quá nó rụng. Bây giờ nó đang lên một mầm gốc và một mắt đang sưng. Bác nào lấy thì em chia sẻ cho bác nhà mình 4 triệu nhé. Quá yêu thương luôn. Đó, đấy các bác nhìn cái hình bên trên là nó chính nó luôn. Đó, hai mắt nhé, rất đẹp. Tiếp tục đôi mắt Pleiku. Mắt Pleiku thì kỳ nó đẹp, mỹ mãn như thế này. Chia sẻ cho bác nhà mình cái giá là 1.500.000. 1.5 triệu. Đó. Cái kỳ số 2 cu cũng là 1.500.000. Đó. Rất yêu thương nhé. Và tiếp theo là một kỳ đại cát này. 3 triệu đồng. Đó, đại cát Vĩnh Khang anh em cứ nói là một, nhưng mà cái mặt bông nó khác chút, thân lá nó gần giống nhau. Thì đại cát thì nó đắt hơn. 3 triệu nhé, rất yêu thương. Đấy, bác nào mà sưu tầm thì lấy. Rất là hợp lý. Tiếp tục là bẹt kỳ hoa. Kỳ này nhỏ nhỏ xinh xinh này, rất đẹp, rất khỏe nhé. Chia sẻ cho bác nhà mình giá là 400. Kỳ số 2 này
800. Một vòng gốc đang lên. Kỳ số 3 800. Kỳ số 4 800 hợp lý. Rất hợp lý nhá. Rất yêu thương cho bác sưu tầm. Tiếp tục là mắt báo này. Kỳ mắt báo này thì chia sẻ với bác mình 500. Đó, rất yêu thương. Kỳ số 2. Kỳ này chia sẻ cho bác mình 400. Đó. Kỳ số 3, kỳ này là 700. Rất hợp lý. Đó, rất hợp lý nhá. Còn một cái kỳ tâm sen vàng này chia sẻ 200 cho các bác sưu tầm. Đó. Tâm sen vàng rất đẹp. Và tiếp tục là một chậu sơn ớt Sơn La 500. Sơn ớt Sơn La thì có nhiều bác không thích lắm. Đó. Như hôm nay thì thôi để cho bác 400. Rất yêu thương. 400. Còn một kỳ hoa đào mùa hạ đẹp phê pha 300. Rất đẹp. Tím truyền tiệt 250. Tím truyền tiệt 250, một bông tím rất là đẹp, rất đáng sưu tầm. Một kỳ Mitsu King Bắc 200. Hàng mang tính chất sưu tầm 200. Kỳ số 2 200. Tuyết hạt 2 kỳ là 500. Bác nào lấy thì hai đơn này 500 em bao ship cho này. Còn mua lẻ thì là 250.000 kỳ. Tuyết hạt một bông rất đáng sưu tầm. Đấy, còn Bảo Duy này. Bảo Duy thì đẹp, khỏe nhá. Giá yêu thương thôi 300 một chậu, số 1 300, số 2 300, số 3 300. Kỳ vô thường này là 250. Đó. Rất yêu thương. Cái chậu hồng phù hoa đẹp nhất trong các loại hồng. Hiện tại bây giờ nó vẫn đang đắt nhất thì chia sẻ cho bác cái chậu này. Giá yêu thương nhá, 800. Chậu số 1. Chậu số 2 600. Đó, rất yêu thương thôi. Còn kỳ tâm sen vàng này là 200 này. Kỳ hồng phai này chia sẻ bác 350. Còn rất là nhiều mắt ngủ. Vu lá mít rồi là bông hồng cánh bầu rất đẹp. Đó. Rất yêu thương. Các bác ạ, cực kỳ yêu thương. Còn cái kỳ bầu hạ nhiên này thì chia sẻ này. 250. Mặt bông rất vip nhá, cây rất khỏe nhá. Kỳ số 2 200. Kỳ số 3 200. Kỳ số 4 200. Hàng này là mang tính chất sưu tầm các bác nhé. Rất yêu thương thôi. Đó. Tiếp theo thì là chầm chớp. Kỳ số 1 là 150. Kỳ số 2 200. Kỳ số 3 250. Kỳ số 4 250. Bông chầm chớp này rất đẹp các bác nhé. Dòng này thân lá nó như kiểu la mít ạ. Rất đẹp, rất đành cây. Đó. Rất yêu thương thôi. Đấy, bác nào lấy thì báo em. Đó, còn Phụng Thiên thì còn 2 chậu đây. Bác nào lấy thì chia sẻ cho bác là 300 một chậu nhá. Rất yêu thương. Còn kỳ Tuyết Đỉnh Hồng này thì là 500. Đấy, bác nào lấy thì báo em nhé. Và em xin chào tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong suốt những năm tháng qua. Xin chào và tạm biệt các bác.